Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiếp tục chương trình video Thánh Kinh, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em câu chuyện cuộc đối thoại của ông Nicodemo theo Phúc Âm của Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 21. Was a Jewish leader named Nicodemus. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói. Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dâng cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dâng cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.